Tuy mọi người đều có ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, có một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là và chưa tuân thủ nghiêm túc. Chiều ngày 10 tháng 7, trên đường tỉnh 376, đoạn đi qua cổng chợ thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, mặc dù hiện nay huyện đã có 8 ca dương tính và thực hiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn có khá nhiều người không thực hiện đeo khẩu trang, tụ tập đông người và giữ khoảng cách 2 mét. Ở đây tớ vừa trong nhà tớ đi ra mà, cho nên tớ không cầm khẩu trang theo, ra vào là mình phải đeo khẩu trang, nên cái là rõ ràng rồi, cái là mình cũng là mình chưa kịp đeo khẩu trang, chưa mang ra đây. Còn đây là tại khu vực quảng trường thành phố Hưng Yên, ngày 11 tháng 7. Có khá đông các bạn trẻ đến đây vô tư chơi bóng đá, tập thể thao. Hầu hết đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách 2 mét. Đáng nói hơn, tại đường Điện Biên, nhiều hàng quán về hè vẫn bán hàng và cho khách ngồi tại quán để ăn uống, trò chuyện như chưa hề có dịch. Ở đây chấp hành quá tốt, các hàng quán nói chung là chấp hành nghiêm chỉnh cả đêm hôm, các cô bán hàng cũng thế chứ không nói ban ngày. Chính sự thờ ơ chủ quan của một số bộ phận người dân không chấp hành tốt quy định về phòng dịch là nguyên nhân không nhỏ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng và khó kiểm soát.